chuyến đi quá ngắn. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên xe bus. Ở một điểm dừng, một người phụ nữ trẻ khỏe lên xe ngồi cạnh người phụ nữ lớn tuổi và để cạnh bà vô số vali túi xách. Thấy bà im lặng, người phụ nữ trẻ hỏi: "Bà sẽ không phiền chứ?" Người phụ nữ lớn tuổi trả lời bằng một nụ cười: "Không phiền gì việc này. Chuyến đi của tôi bên cạnh cô sẽ ngắn ngủi và tôi sẽ xuống ở điểm dừng tiếp theo." Mỗi người chúng ta phải hiểu rằng thời gian của chúng ta trên thế giới này quá ngắn ngủi. Những tranh cãi vô bổ, ghen tị, bất mãn là một sự lãng phí thời gian vô lý. Có ai đó làm tan nát trái tim bạn, bình tĩnh, chuyến đi quá ngắn. Có ai phản bội bạn, lừa dối bạn, đừng căng thẳng, chuyến đi quá ngắn. Có ai xúc phạm bạn không lý do, bỏ qua, chuyến đi quá ngắn. Dù ai đó mang đến cho mình vấn đề gì, hãy nhớ rằng hành trình của chúng ta cùng nhau quá ngắn. Không ai biết được chiều dài của chuyến đi của chúng ta. Không ai biết được khi nào nó mới đến điểm dừng. Chúng ta hãy trân trọng bạn bè và gia đình, tha thứ, chia sẻ, bao dung và cởi mở, lòng biết ơn và niềm vui. Sau tất cả, các chuyến đi cùng nhau của chúng ta có thể rất ngắn. Chia sẻ nụ cười, niềm vui và nỗi buồn với tất cả. Có thể chuyến đi của chúng ta sẽ rất ngắn trong cuộc sống này.